Chỉ kia búi tóc đuôi gà, nắm đuôi giật lại, hỏi nhà chị đông. Nhà tôi ở dưới đám dâu, ở trên đám ruộng. Ở trên đám ruộng đầu cầu ngó qua. Chị kia búi tóc cánh tiên, chồng chị đi cưới muộn thiên mắm mòi. Chẳng tin chị dở ra coi, sao sầm ở dưới. Sao sầm ở dưới, mắm mòi ở trên. Bình. Dạ. Mày hát cái bà gì cho dễ ngủ một chút coi. Hát cái bà gì kỳ cục quá vậy? Dạ, con cũng hát như thường bữa à. Chắc là tại bữa nay trời nắng nóng nên cậu ba bứt rứt trong người, cậu ba khó ngủ á. Không phải, tại vì mày hát mấy cái bài gì mà nó vui quá à. Tìm mấy cái bài nào mà buồn buồn hát cho tao dễ ngủ đi. Dạ, bài buồn hả? Để con nhớ coi. À, dạ con có rồi, để con hát cậu ba nghe ha. Để cậu ba ngủ ha. Trăng lưu gì bởi đám mây, đôi ta cánh trở. Đôi ta cánh trở về dây tơ hồng. Chàng thì an phận đủ đôi, cảm thương phận thiếm. Cảm thương phận thiếm. Cậu ba. Ừ? Cậu ba ngủ không có được hả cậu ba? Chắc hồi chiều á tao ăn cái giống gì á mà bây giờ khó ngủ quá. Thôi, mày buồn ngủ rồi thì đi ngủ đi, đứng đó hát hoài cũng vô ích rồi. Dạ, con đúng là có hơi buồn ngủ thiệt, nhưng mà bỏ cậu ba đi ngủ trước thì con thấy tội nghiệp lắm. Cái gì? Mày tội nghiệp tao hả? Dạ, thì tại vì con biết khó ngủ thì khó chịu lắm. Khó chịu thì tao phải chịu khó thôi chứ sao giờ. Chứ không lẽ bắt mày đứng đó hát hoài. Cậu ba, con có cách này giúp cậu ngủ ngon lắm nè. Mà không biết cậu ba có cho con làm không thôi. Cách gì? Dạ, gãi đầu á. Cái gì? Gãi đầu hả? Dạ. Là mình gãi trên đầu, xoa xoa nhẹ nhẹ trên tóc á cậu ba. Hồi đó con dỗ em á, đứa nào mà khó ngủ con gãi một hồi là nó ngủ liền à. Cậu ba, ổng ấy cậu ba đưa con làm thử đi, coi cậu ba ngủ được không nha. Ừ, làm thử đi. Vậy cậu ba cho con lên giường ngồi nha. Ừ. Cậu ba nằm xích qua đây đi. Con ơi con ngủ cho ngoan, mẹ con gánh nước rửa bành con vôi. Ủa, mày dám khi tao bằng con hả mày?
Dạ không có. Con nhớ bài gì con hát bài đó thôi à. Nếu cô ba không thích á thì con đổi bài khác nghe. Người về chăng chiếu có đôi, riêng tôi gối chiếc ngờ. Riêng tôi gối chiếc lẻ loi một mình. Chim kêu dưới suối trên cành, ta không bỏ bầu. Ta không bỏ bầu, sao đành bỏ ta. Dí dầu cầu giang đóng đinh, cầu tre lỡ... lắc lẻo gặm ghềnh khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường hồng mẹ đi. Mới sáng sớm mà đi đâu mất tiêu. Siêng gì mà siêng dữ không biết nữa. Trời ơi, Mơ Hai, cái con khùng này, mày làm gì mà sáng sớm như ma đuổi vậy hả? Chuyện này còn hơn ma đuổi luôn Mơ. Chuyện này quá trọng đại. Chuyện gì mà trọng đại? Mợ coi, mợ coi mà thôi, khó kể lắm. Mà đi liền với con đi, là mợ biết liền à. Nước nổi lên láng, không chịu lao, đi đâu mà đi. Láng còn lao, đi, mợ đi với con đi, đi. Mợ, ở trỏng kìa. Mẹ kêu tao vô phòng cô ba làm gì? Mợ cứ đi vô trỏng đi là biết à. Đi. Thấy chưa, mợ cũng giật mình y chang với con vậy á. Lúc trưa con bưng thao nước vô phòng của ba, con thấy nó nằm vậy nè, con cũng giật mình vậy á. Tại sao con mình lại lên giường của cô ba mà nằm ngủ chứ? Nó ngủ từ hồi nào tới giờ? Dạ mà để con hỏi nó là biết liền chứ gì. Vậy mày ngủ đã hen. Chị Hiểm, mợ Hai. Chết, con ngủ quên. Mày bỏ nó cho tao. Dạ. Nghe tao hỏi nè, tại sao mày lại lên giường cậu ba mà nằm ngủ hả? Ai cho phép mày? Dạ, không ai cho hết. Mà con ngủ quên. Ngủ quên? Tao coi bộ lúc này mày hư lắm rồi hen. Không có coi nguyên tắc nhà này ra cái gì phải không? Kẻ ăn người ở, mày dám lên giường chủ nhân nằm, tôn ti trật tự đảo lộn hết rồi phải không? Dạ. Cái thân hôi hám của mày á, mày dám leo lên giường cậu ba nằm. Tao nói cho mày biết nghe, chuyện này á mà tới tai của bà hội đồng á là mày không có yên thân nghe chưa? Dạ. Cần cái gì tới bà chứ? Tao dạy nó không được sao? Dạ được. Hiếp. Dạ. Đi lấy roi cho tao. Nhanh. Dạ. Mợ, con không phải. Mợ hiểu lầm con rồi. Con không. Im miệng. Dạ dạ. Mày đi ra sân, quỳ gối ở đó đợi tao. Dạ. Bỏ đó. Dạ. Đi. Dạ. Đi. Đứa ở mà lên giường của chủ nhân nằm khi chưa cho phép
Tội này bao nhiêu rồi? Dạ 30 rồi. 30 rồi á mà hai. Con mình. Dạ. Mẹ có biết luật này không? Dạ con biết. Biết mà làm. Tội tăng gấp đôi. Dạ là 60 rồi. 60 rồi á mà hai. Lũ. Dạ. Đánh nó cho tao. Con. Con lên lẹ lên, mợ hai đang nóng á, đừng làm mợ hai giận, là con bệnh nó bị đòn nhiều hơn. Lẹ lẹ đi con. Mợ hai, thằng Lũ á, nó thân với con Bình lắm. Mợ kêu nó đánh, nó đánh nhiều cho coi. Tao biết nó thân nên tao mới kêu nó đánh. Mày nghe cho kỹ đây, tao sẽ quan sát mày đánh nó từng roi. Nếu như roi nào nhẹ thì bỏ, tính là gấp đôi. Mày nghe rõ chưa? Dạ. Sao còn chưa đánh? Roi này bỏ, tăng gấp đôi. Con mình còn 62 rồi. Đánh cho tới khi nào tao kêu ngưng thì thôi. Hiểm. Dạ. Lên đếm cho tao. Dạ. Đánh đi. Sáng sớm đã ồn ào lên vậy? Dạ thưa má, con đang dùng gia quy để dạy gia đình. Là con Bình hả? Ủa mà nó làm gì mà bị ăn đòn? Dạ thưa bà, con Bình nó dám leo lên giường cậu ba, nó ngủ trên đó luôn bà. Cái gì? Trời ơi, là cái thân dính phèn dính bùn như vậy mà lên giường cậu ba nằm hả? Thiệt là đáng chết mà. Lũ. Dạ. Mày đánh chết nó cho tao, nghe chưa? Dạ. Má, con đã đánh nó 60 roi rồi đó. 60 roi mà đủ sao? Đánh tiếp cho bà, đánh chừng nào nó chết thì thôi. Lũ. Dạ. Đánh. Lại. Dạ cậu ba. Chuyện gì mày đánh nó? Dạ. Chú ba về đúng lúc lắm. Tôi đang thay mặt chú dạy dỗ con hầu hỗn xược trịch thượng này nè. Nhưng mà tôi hỏi chuyện gì mà chị đánh nó? Dạ thưa cậu ba, nó leo lên giường cậu ba, nó ngủ trên đó. Mợ hai kêu đánh nó 60 roi. 60 roi hả? Dạ. 60 roi cũng chưa đủ đó. Cái tuổi này á phải đánh 100 roi mới xứng. Thằng Lũ, đánh tiếp cho bà, đánh chừng nào chết thì thôi. Đánh. Không có roi nào hết. Mày đi xuống. Dạ. Gì? Con Bình nó không có tự tiện leo lên giường của tôi ngủ. Mà cho dù nó có tự tiện đi chăng nữa thì chị cũng không có quyền đánh nó. Chứ nói vậy là sao? Tại sao tôi không có quyền đánh người ăn kẻ ở trong nhà này? Bởi vì nó là con hầu riêng của tôi, chỉ có một mình tôi mới đánh được nó thôi. Sao chưa đứng dậy nữa? Định quỳ ở đây ăn dạ hả? Kêu gì bậy sức thuốc vết thương, nhanh. Mày đứng lại đó, tao chưa nói xong mà. Tôi nói xong là xong, chị còn muốn cái gì nữa? Đi. Má. Bình. Con. Bình. Dạ con dắt Bình xuống nhà. Tụi bay đi hết cho tao.
chứ bà. Chú làm như vậy á, khác nào bỉ mặt tôi trước người ăn kẻ ở trong nhà. Sau này á, tụi nó còn coi tôi ra cái gì nữa. Tụi nó coi chị là cái gì thì kệ tụi nó. Tôi nhắc lại một lần nữa cho chị nhớ, con Bình nó là con hầu riêng của tôi. Tôi cấm chị đụng tới nó. Chứ má, má có nghe chú bà nói gì không? Sao má không lên tiếng? Chuyện trong nhà trong cửa, có gì vô trong góp ý với nhau, la hét ôm sồm trước mặt người ăn kẻ ở như vậy coi được không? Mà má thấy nó nói cũng đúng đó. Người hầu của nó muốn xử sao thì xử. Cô Hiền. Dạ bà gọi con. Vô phòng cậu ba, lấy hết mùng mền chiếu gối đem đi giặt. Dạ. Lên. Dạ.